Hi, Cảnh chào bà con nha. Thì hôm nay Cảnh giới thiệu với bà con là giống tôm càng toàn đực nha bà con. Càng này là càng nguồn gốc càng là Đồng Tháp nha. Giá càng thì nó dao động lên xuống hàng ngày nên Cảnh không báo giá trước được. Bà con mình có bắt càng toàn đực về nuôi thì liên hệ cho Cảnh qua số điện thoại 0946050474 nha. Hi, Cảnh chào buổi sáng với tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Cảnh đi quay thăm ao càng hơn 3 tháng cho mọi người xem ha. Ở đây là ở ấp Hòa Tăng, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì bên Cảnh có cung cấp giống tôm càng toàn đực. Mọi người có bắt giống càng thì hãy liên hệ cho Cảnh qua số điện thoại 0946050474. Lên thêm rồi mọi người và cùng Cảnh thăm ao càng của khách ở ấp Hòa Tăng, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Càng nay đang trong giai đoạn phát triển rất tốt, hơn 3 tháng. Ồ, có rồi, phun chạy luôn rồi. Phun chạy luôn rồi. Ồ, dính luôn kìa. Quá xả rồi. Dính dính thật là nhiều con nè. Quá rồi, càng sen không luôn. Ôi ôi, quá trời càng nè, quá trời cái chạy này luôn rồi. Càng sen không nè mọi người. Tôm quá tốt luôn, quá tuyệt vời. Nó ham không? Đang chạy dính cỡ này đây nè. Càng đều gan luôn rồi. Đều quá trời luôn, đều luôn hả mọi người? Được chưa? Đóng luôn. Chạy này cũng có 20-30 con vậy á. Quá sao đóng chạy. Đóng tôm càng luôn mọi người ơi. Ham chưa? Sen không luôn. Quá trời quá đất. Đang chạy cỡ đó. Rồi Cảnh xin kết thúc video nha mọi người. Chào và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Cảnh nha mọi người. Bye bye.